Vâng, và hai xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn một lần nữa đã quay trở lại với channel Blue Game. Thì Blue Game xin chúc các bạn có một ngày mới tốt lành nha. Thì ok, và vâng, thì tiếp tục với series ARK Game Online. Thì ngày hôm nay á, mình sẽ đi tem một cái con gọi là rất là hiền hòa nha các bạn. Thì cái công dụng chính của nó chỉ là giúp mình có oxy khi mà lặn ở dưới đáy biển thôi. Thì các bạn, nếu các bạn nào đã biết con này á rồi á, hoặc là chưa biết thì hãy theo dõi video của mình nha. Thì hãy nhớ để lại cho một like cũng như là đăng ký channel của mình để ủng hộ mình nha các bạn. Thì ok, và bây giờ thì mình sẽ chuẩn bị thôi các bạn ạ. Bây giờ mấy cái này thì mình không cần thiết nữa, mình chỉ cần thịt thôi các bạn ơi. Thịt thà không biết thì nhà còn hay không nữa, quá trời luôn. Thì đây chính là cái tủ đồ của mình nè, X3 còn này. Chết rồi, X10 hết rồi, X10 còn nha các bạn. Dạo này mắt hơi bị kém như thế là nhìn nó không được rõ cho lắm. Thì bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu lên đường thôi. Thì mình nhớ không lầm á các bạn, thì cái con nó tên là Diplo Scarlet chứ hay cái gì đó các bạn ạ. Đó, mình không nhớ rõ cái tên của nó nữa, nhưng mà mình chỉ nhớ được một chừng ấy thôi. Thì cái con này á thì nó thường xuất hiện ở cái khu vực đầm lầy nha các bạn. Thì bây giờ thì mình sẽ bay qua đâu đây? Mình sẽ bay qua khu vực đầm lầy ở bên phía cuối rừng đỏ nha các bạn. Thì cái khu vực này á thì lúc trước á mình đã tem khá là nhiều con ở cái khu vực này rồi các bạn ạ. Ví dụ như là cái con gì ta? À, cái con ấp trứng, đúng rồi. Ví dụ như là cái con ấp trứng này, đó. Con có gì nữa? À, con đĩa nữa các bạn ạ. Thì khu vực đầm lầy đó thì có một lần á thì mình đi săn đĩa nha các bạn. Thì tìm con đĩa đó thật gọi là nó rất là khó luôn cái đó các bạn ạ. Đó. Thì mình cũng muốn làm clip kiếm cái con đĩa ra cho các bạn xem, nhưng mà thực chất ra thì kiếm nó như là mò kim đáy biển vậy đó các bạn ơi. Khó dữ lắm luôn ấy. Đây, thì cái con á thường nó xuất hiện ở khu vực này nè các bạn. Chết rồi, không có đem tin mê luôn rồi các bạn ạ. Ai, phải bắt buộc quay về nhà rồi. Dạo này đầu óc của mình nó gọi là nó sao sao ấy, quên trước quên sau các bạn ạ. Thì có bạn nào đang theo dõi cũng như là theo dõi cái channel của mình từ lâu á, thì có bạn nào đang thi tốt nghiệp trung học phổ thông không các bạn? Thì kỳ thi vừa qua thì các bạn đã thi như thế nào thì hãy comment dưới để cho mình được biết nha. Thì mong là các bạn có thể là gọi là sao ta, đạt được cái thành tích các bạn mong muốn. À, mà mình nghĩ thì cái kênh của mình thì đa số là những các bạn kiểu như nhỏ nhỏ thôi, chắc chưa đến cái lứa tuổi tốt nghiệp trung học phổ thông đâu đi nha. Không biết gì còn tên mê hay không nữa đây. Thì cái con này chỉ cần một vài mũi thôi thì nó gục rồi các bạn ạ. Không cần nhiều đâu, 20 tên thường này. Tên thường không có rồi, không biết bên đây thì có hay không nữa nè. Chết luôn rồi các bạn ạ. Giờ chỉ toàn tên thường thôi. Đây thì đã bên nguyên liệu rồi. Rác, hy vọng là rác. Rác cũng không có luôn. Thì bây giờ mình bắt buộc phải làm tên Toxic thôi. Để mình xem cái đã. Thì tên Toxic cũng khá là dễ làm các bạn ạ. Bây giờ chỉ thiếu Toxic và Polymer. Hai thứ nguyên liệu thiết yếu. Polymer thì bên đây chắc chắn phải có rồi. Mình vừa nói là chắc chắn phải có thì nó không có nha. Đúng là lúc cần thì chẳng thấy đâu cả. Đây, polymer đây. Không cần nhiều đến như vậy đâu, nhiều quá nặng các bạn. Thì nọc sứa này, nọc sứa thì không biết có tủ lạnh nào còn nọc sứa hay không nữa. Vâng, còn nọc sứa nha. Thì bây giờ mình sẽ làm tên Toxic các bạn ạ.
8 mũi thôi. 8 mũi thôi là mình nghĩ là dư sức rồi. Không cần phải giết hại nhiều người đâu các bạn. Đâu rồi? Cái con chim mà lúc nãy mình bay về đâu ta? Đây 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 đây. À, một điều nữa thì mình thắc mắc hôm rồi các bạn ạ. Thì các bạn nào biết mà mình có thể bỏ cái vật gì ở bên trong cái tấm thảm để nhà này không các bạn? Đó. Khi mình để con gấu nè, mình cho và mình mở được nha. Đó, mình mở được ấy, mình mở được như thế này nè. Mà ở trong nó có được để được một slot nhưng mà mình không biết để slot gì ở trong đó các bạn. Đó, con rắn này cũng vậy nữa nè. Thì các bạn nào biết thì hãy comment bên dưới, thì xin cảm ơn các bạn rất rất nhiều luôn. Ok, thì bây giờ thì tiếp tục thôi. Phải bay qua cái vùng này rồi. Thì con bờ te bay khá là nhanh, vì thế là mình cũng không ngại cho lắm các bạn ạ. Thì cái con này á, thì nó sẽ ăn cái keyboard của cái con gọi là cái con chim nhỏ mà thường thường xuất hiện trong cái rừng đỏ các bạn. Cái con chim mà khi mà các bạn tem á, các bạn tem nó thì các bạn kiểu như các bạn nắm cái chân đó. Khá là buồn cười luôn á, thì nó ăn cái keyboard của con chim đó đó. Đó. Thì tí nữa thì mình sẽ mua rồi giờ mình sẽ cho các bạn xem nha. Ok. Đó, tới cái khu vực ủa, phải khu vực này không? Đúng rồi, đúng rồi. Khu vực này này. Thì bây giờ mình sẽ xuống thấp thấp một tí và tìm kiếm nó thôi các bạn ạ. Thì bên offline các bạn, thì không biết thì bên online thì như thế nào, nhưng mà bên offline thì mình gặp cái con đó nó xuất hiện ở đây khá là nhiều luôn. Có cá sấu, có rắn nữa kìa. Con bờ te thì bay khá là nhanh, vì thế là kiếm nó hơi cực đấy. Các bạn có thể nhìn thấy ở dưới thì nó có rái cá kìa các bạn. Đó. Rái cá xuất hiện ở đây luôn mới đau ấy chứ. Lúc mà mình tìm nó thì nó không có xuất hiện ở đây đâu các bạn ơi. Game này nó điêu lắm. Bởi vậy. Thì cái con này thì mình cũng chưa có trải nghiệm nó một lần nào nữa các bạn ạ. Vì thế là mình muốn trải nghiệm một lần để mình xem nó như thế nào cái đã. Có thích thú hay không. Thì nó thường thường nó xuất hiện ở dưới nước nha các bạn. Núp ở dưới nước ấy, nó không có lên trên bờ đâu. Mình nghĩ là mình phải đậu ở đây và cho cái con chim của mình nó tự kiểu như là nó tự lực cát sinh các bạn. Trời ơi, cá sấu rồi. Sấu. Thở rắn nữa. Sấu ngủm rồi còn rắn nha. Rắn ngủm luôn chưa? Rồi rắn còn. À, rắn ở đây level cao vãi. Chết rồi. Không có gì hết trơn luôn. Mình nghĩ là chắc mình bị thôi. Con rắn này thì nó nguy hiểm lắm bạn ơi, nó chích một phát thì cái bạn ngất liền ấy. Đừng có thường nó. Tốt nhất là đừng có chơi với tụi nó nha các bạn. Mấy con đã chơi điếm lắm. Bây giờ thì mình sẽ kiểu như là mình sẽ chú tâm vào cái nhiệm vụ chính mới được. Không thấy gì ta. Tìm thì không có thấy nó được. Cano gì đâu mà xuất hiện ở đây nữa vậy. Thì mình thấy nó ở đây rất là nhiều nhiều luôn ấy. Hình như mình vừa thấy cái gì đó thì phải. Đó chỉ là mấy con piranha thôi các bạn ạ. Chứ không phải cái con cá gọi là con cá dẹp lép đâu. Cái gì vậy? Hình như là một cái công trình nào đó của mình nó sắp bị
Đây, một chuyện không thể nào tin được các bạn ạ. Nó ở đây nó xuất hiện thêm cái con gọi là con chim chim biến dị quái thai đó các bạn, phải không? Con chim nổi loạn mới đúng. Ai tìm nó nãy giờ hơi bị lâu rồi đấy. Và vâng, thì có thể là mình sẽ bỏ qua cái giai đoạn này nha các bạn, tại vì tìm nó hơi bị lâu rồi đấy, nãy giờ nó hơi bị lâu rồi, tốn thời gian khá là nhiều luôn ấy. Để mình sẽ kiểu như là mình sẽ đi tìm nó vòng vòng để xem sao. Ok, và vâng, thì sau một hồi tìm kiếm thì cuối cùng thì mình cũng đã thấy nó rồi các bạn ạ. Thì các bạn có thể thấy đây chính xác là nó nha các bạn. Thì tìm nó thì cũng khá là lâu đấy, chứ không phải là gọi là nhanh đâu. Thì mình quên đem cái ống nhòm theo rồi, vì thế là mình sẽ không biết được nó level mấy nữa. Nhưng mà mình vẫn đem nha các bạn. Chủ yếu là trải nghiệm thôi các bạn ạ. Ở đây thì mình chỉ có 8 mũi thôi, vì thế là mình phải bắn gọi là chính xác hết thì mới được. Đầu tiên thì phải xử hết cái tụi piranha đây đã. Piranha này khi các bạn nhảy xuống nước thì cái tụi piranha này nó khoái các bạn lắm. Khoái còn không rồi. Đẻ xác ra con đẻ nha các bạn. Đó. Ok. Thì cuối cùng thì mình cũng đã thấy được cái con đẻ rồi các bạn. Hai. Khá là ghê gớm đấy. Nó dí mình các bạn ơi. Không thể nào để cho cái tụi đĩa này nó có thể hút được mình cả. Thì cái con đĩa này thì nó có thể là kiểu như là bám vô người các bạn được nha các bạn. Đó, chứ không phải dạng vừa đâu. Tiếp tục cái công việc thôi các bạn ơi. Ở dưới có một con đĩa nữa kìa. Trời ơi, ở đây sao đông người ta. Rồi, một mũi thôi nha. Ok, thì chỉ cần một mũi thôi thì của nó đã bị ngất rồi các bạn ạ. Thì mấy con đĩa với mấy con piranha này hơi bị bực mình rồi này. Đĩa này, đĩa với chúng tôi này. Wow, khá là đều luôn đấy. Khi mà các bạn chém đĩa thì nó sẽ có kiểu như là chitin này, ngọc trai trắng này, cũng như là ô liu đấy. Thì khá là ngon đúng không? Để mình xem bên người mình có dính đến con nào không ra. Ok, thì các bạn có thể thấy, các bạn có thể xem nó có dính đến người các bạn hay không bằng cách là các bạn giật máu, hoặc là các bạn kiểu như là các bạn xem bên người mà có dính hơn không ấy. Thì bây giờ thì mình sẽ mua cái keyboard cho nó. Các bạn keyboard này thì hết đấy rồi. Phải mua thêm điểm thôi các bạn ạ. Ok, 500 điểm nữa. Thì nó ăn cái keyboard như lúc nãy thì mình nói, thì nó ăn cái keyboard con này nha các bạn. Đó. Thì bây giờ thì mình sẽ cho nó ăn ít thôi. Cũng như là mình sẽ con của mình các bạn. Thế rồi, ăn này. Bỏ keyboard vào một cái thôi. Ok, và bây giờ thì mình chỉ có việc đợi thôi các bạn ạ. Thì mình khá là háo hức để xem kiểu như là mình có thể trải nghiệm nó như thế nào đó các bạn.
khá là lâu luôn đấy. Năm xưa này. Nãy gì còn có một cái thôi các bạn ơi. Piranha nữa à. Piranha, mình phải canh giữ thôi chứ cái tụi Piranha này nó có thể kiểu như nó. Ok, và vẫn thì sau một hồi chờ đợi thì cuối cùng thì cũng sắp xong rồi các bạn ạ. Đó, các bạn có thể thấy thì chỉ còn một tí xíu nữa thôi thì mình có thể. Đó, thì cuối cùng thì cũng đã xong rồi. À, bây giờ thì nó hết oxy rồi các bạn. Thì bây giờ thì các bạn có thể kiểu như là các bạn có cởi được nó nè. Thì một điều đặc biệt á. Ôi, bị nặng rồi. Các bạn ở dưới nước mới có thể là kiểu như cởi được nó thôi nha. Con cái con đĩa. Biết thì có cái gì mà nặng trong người không biết. Dục hết đi. Máu đĩa nè các bạn. Ở đây khá là nhiều đĩa luôn á. Thì mình nghĩ thì tập sau mình có thể là mình sẽ đi bắt máu, lấy máu đĩa này để đi câu cá nha các bạn. Đó. Đông khủng khiếp. Tim nè. Giờ có thể cởi được nó chưa nữa nè. Ok. Đó, các bạn có thể thấy thì khá là khá là tuyệt vời luôn. Và một điều đặc biệt là các bạn mà cởi nó như thế này thì không có tốn oxy nha các bạn. Hoặc là tốn rất ít thì phải ấy. Mình nhớ như vậy ấy, các bạn ạ. À. Thì trải nghiệm nó như thế này cũng khá là vui luôn. Khi mà các bạn nâng smart bit cho nó. Đây mình xem coi. Khi mà nâng smart bit cho nó thì các bạn di chuyển dưới nước thì phải khỏi nói là luôn luôn các bạn ạ. Các bạn di chuyển dưới nước vào chỗ như vùng nước nông ấy. Đó, vùng nước nông thì khỏi nói rồi. Đó, khi lên bờ thì các bạn không thể nào mà cởi được nữa nha. Thì ok thì mình sẽ kết thúc video tại đây. Nếu các bạn nào thấy hay thì hãy nhớ để lại cho một like cũng như đăng ký channel của các bạn. Thì xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bạn vào clip lần sau nha.